ngày thứ 7 đây rồi. Úi dồi, tôi sẽ vào kiểm tra luôn hình phạt ở tập lần trước là gì. 14.000 ông like video này chứng tỏ cũng 14.000 ông thua đúng không ạ? 14.000 ông thua đã đăng ký kênh các thứ cho tôi chưa? Nào bắt đầu kiểm tra nào. Yeah! Làm 3 thử thách cấm cười trong một tuần đi anh. Tiền đình, tiền đình luôn các bạn. Tôi đã giao luật là không được có cái hình phạt là 2 TTCC một tuần. Thế là tôi cứ tưởng là ok. Thế rồi các ông lại nghĩ ra là 3 TTCC một tuần. Nhức đầu quá. Là thôi là để tôi đọc tiếp nữa nào. Phạt mỗi 2-3 ngày nhẹ quá. 2-3 ngày vẫn còn nhẹ. Ok. Nên hình phạt tuần sau là làm 5 thử thách cấm cười. Càng thế nhờ. Các ông vừa chứ. Thôi được rồi. Tạm thời anh em ghi nhận hình phạt ở là 3 TTCC trong một tuần. Để tí nữa, bây giờ là chúng ta sẽ vào TTCC luôn. Tí nữa tôi sẽ trả lời cụ thể các ông. Ok. Rap còn nhanh hơn cả Eminem mà thằng cu này nó vẫn loát được lại bằng 96. Ghê thật. Không biết cu em dùng hệ điều hành gì để anh có thể cập nhật cho anh được không? Anh cảm thấy dạo này mình hơi chậm rồi đấy. Quy trình nhận lỗi của các cặp vợ chồng. Ok, chồng sai, chồng nhận lỗi. Thế còn vợ sai thì khóc lóc, làm loạn, chửi bới. Ôi dồi ôi, bỏ ra ngoài, trở mặt, làm nũng. Úi dồi, anh không còn yêu em. Bắt đầu chí mạng rồi đấy, bắt đầu chí mạng rồi đấy. Anh không còn thương em, úi dồi ôi. Chí mạng quá. Cái gì đây? Thích mà, anh yêu em mà. Vâng, đến cuối cùng thì có sung sướng gì đâu. Làm đàn ông trăm thứ nó khổ, nó dồn vào người. Các ông có công nhận không? Mà không chỉ phải là vợ chồng đâu, các mối quan hệ yêu đương nó cũng thế. Thế nên ấy, là nếu ai mà chịu được áp lực thì hãy dính vào tình yêu, còn không thì độc thân vui tính. Anh em mình cùng nhau xem TTCC nó mới sướng. Trong trường hợp này chỉ đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Sai cái là xin lỗi luôn. Tôi vào lúc 3 giờ sáng. Rõ ràng là tôi đã rất cẩn thận rồi, nhẹ nhàng hết sức rồi. Nhưng mà bất cứ cái âm thanh gì mà tôi tạo ra, nó đều được phóng đại gấp 1.000 lần. Vô lý. Đấy, nó phải thế cơ, nó phải thế cơ. Đang lành. Tôi bị Rickroll lúc 3 giờ sáng. Ông nào bị Rickroll like ngay video này nhé. Và đăng ký kênh Pop luôn để ủng hộ tôi sớm đạt được 1,6 triệu người đăng ký trước Tết này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Yêu lắm ấy. Thề luôn. Ôi trời. Em nó cũng làm được. Quá đẳng cấp. Tôi thề với các bạn luôn, quả chen này ảo thực sự. Cái chen này là chen cái gì? Biến hình Alimay đúng không? Không phải tôi đùa thôi, nhưng mà dạo gần đây là cứ lên TikTok là tôi thấy cái chen Alimay nó rất là nhiều. Mà nó ảo các bạn ạ. Cái gì nó cũng biến được ra Alimay. Mà tôi phải nói thật là tôi cực kỳ muốn Cộng số 8 chiếc tay anh. À đây tuyệt vời. Được. Được quá nhở. Máy bắt muỗi này tôi nghĩ là rất thân thiện với môi trường. Năng lượng chạy bằng thóc. Nếu khi mà hết hạn sử dụng có thể chuyển đổi công năng thành dạng thực phẩm dự trữ, dầu dinh dưỡng, protein. Ngoài ra khi trưởng thành còn có thể sử dụng làm đồng hồ báo thức. Link sản phẩm tôi có để bên dưới video này nhé. Các bạn click vào giỏ hàng để ủng hộ tôi nhé.
sẽ cần phòng 138. Đây là dụng cụ rửa chân cho thú cưng sử dụng. À, bạn chỉ cần cho xà bông vào dụng cụ, thêm một chút nước rồi nhét chân của thú cưng vô, rồi di chuyển lên xuống nhịp nhàng là được bên. Hay quá nhở, hay quá nhở. Tôi cũng có một con thú cưng các bạn ạ. Con thú cưng thì lúc nào tôi cũng mang trong người đấy. Thú cưng của tôi là con. Tôi nghe thấy tiếng vỏ của hai quả trứng cút nó vỡ các bạn ạ. Lúc đầu tôi tưởng thanh niên đấy là quay xong đứng kiểu dựa vào tường, nhưng có vẻ là không phải là dựa vào tường các bạn ạ. Độc lạ Bình Dương à? Để tôi xem lại nào. Tình hình là sau khi triệu hồi một cuộc họp khẩn cấp của tất cả các neuron thần kinh trong bộ não của tôi thì đến cuối cùng chả hiểu video này kiểu gì. Chắc khác cái gì? Khác một tí. Cuối cùng sự chày cối cũng đem lại thành quả. Ui dồi ôi, đây là thành quả cuối cùng nhá. Đấy, đây là những thứ chúng ta bắt đầu. Thế nên là đừng bao giờ buồn khi mà người khác nói này nói nọ về bạn. Có thể hiện tại bạn thực sự chưa phải là phiên bản hoàn chỉnh nhất của mình, nhưng bạn thấy đấy, sau một quãng thời gian nỗ lực, chắc chắn các bạn sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Vấn đề ở đây là các bạn có sẵn sàng bỏ thời gian, bỏ công sức ra để bắt đầu hành trình đó hay không? Tôi tin là các bạn sẽ làm được. Vì vậy, hãy bắt đầu hành trình đó ngay từ bây giờ. Rồi, ok. Thế bây giờ là tôi sẽ bắt đầu trả lời chính thức cái hình phạt làm 3TTCC một tuần. Tôi công nhận cái thử thách này hợp lệ. Nhưng có một cái vấn đề là như thế này. Xin phép các bạn là tôi sẽ giải thích một chút vấn đề tại sao tôi chỉ làm 1TTC một tuần. Đó chính là để đảm bảo chất lượng nội dung của video, cũng như là cái tâm trạng của tôi lúc nào cũng hào hứng, cũng vui vẻ nhất khi làm chủ đề đó. Tôi có thể làm nhiều TTCC hơn, nhưng thực sự là tôi sẽ không thể đủ thời gian để chọn và tìm những video hay nhất, cũng như là có nhiều năng lượng vui vẻ nhất để làm liên tục như vậy. Bởi các bạn hiểu rằng khi tôi quay TTCC, tôi truyền tải năng lượng vui vẻ cũng như là tích cực của tôi cho các bạn. Vậy thì ngược lại, tôi cũng cần phải có thời gian để sạc lại cái năng lượng vui vẻ cũng như tích cực cho bản thân mình. Vậy nên tôi sẽ biến đổi cái hình phạt của tôi một chút, là tôi sẽ không làm 3TTCC một tuần, nhưng bù lại tôi sẽ làm một video TTCC dài 30 phút để gửi đến các bạn. Tôi nghĩ nó sẽ phù hợp hơn. Cái gì vui vẻ thì nó chỉ là số lượng ít thôi. Kể cả một chuyên mục có vui đến mấy mà chúng ta làm nó nhiều quá, nó cũng sẽ nhạt đi. Tôi muốn nói thật lòng với các bạn là như vậy. Cảm ơn mọi người vì đã đặt ra những cái hình phạt rất vui vẻ cho tôi. Tôi không giận gì các bạn cả, tôi chỉ giải thích như vậy thôi. Và mong các bạn hiểu và ủng hộ tôi nhá. Cảm ơn bạn Hậu Nhiên nhá. Và cảm ơn tất cả các bạn khác đã comment ở dưới video này để đóng góp cho video, cũng như là chúng ta có thêm được nhiều cái sự tương tác với nhau hơn. Và cảm ơn bạn Thảo Nguyễn nhé. Miền Bắc chuyển lạnh rồi, thì ai ở miền Bắc thì hãy cố gắng giữ ấm nhé. Tại vì càng ngày chúng ta bắt đầu vào mùa đông rồi mà, sắp Tết rồi nữa, cố gắng giữ gìn sức khỏe nhá. Ok, tiếp theo đến luôn với cái trend đang hot nhất hiện nay, biến hình anime. Ôi ơi, tôi tưởng là biến thành gái Nhật chứ hóa ra lại biến thành người âm phủ ngày ngủ đêm bay à.
mà cũng biến ra được, tôi thề luôn. Chân tôi mà giơ lên toàn lông chắc được biến thành con khỉ. Ui. Chưa bao giờ trong đám cưới của tôi lại cay như thế. Tình cờ sử dụng filter, tôi chuyển sinh thành... Nhìn có duyên đấy, nhưng mà là duyên âm các bạn nhé. Dùng filter xong như kiểu đăng xuất luôn. Hello. Ông chú được. Ước mơ thành hiện thực. Đây là ai nhỉ? Uầy, vĩ nhân được ở trong sách giáo khoa cũng biến thành gái anime luôn. Quá đẳng cấp. Không thể như thế được. Lừa đúng không? Lừa tôi à? Không thể như thế được các bạn ạ. À, cái con này là cái con quái vật gì ở bên Nhật Bản. What the hell? Cô người yêu thì biến rất là xinh, nhưng anh người yêu thì lại biến thành một chùm lông nữa các bạn ạ. May mà lông không xoăn, chứ không thì nó lại lạ lắm. Hơi sợ nha. Ui. Ui. Ui trời. Ui. Thế mà cũng ra được. Gớm đấy. Tổ của chúng ta mà anime thì như nào? Thầy Huấn này. Ai được quá. Anh mày. Đẹp trai đấy nhỉ. Binh Chiến Lĩnh. Tổng tài khuyết tật rồi. À Phú Lê. Độ tóc à. À đây rồi, Thông Soái Ca. Chắc là mới lắp giao diện mới vào thì mới được như thế này chứ đúng không ạ? Lâm Củ à? Ông nào đây? Ui rồi. À, Thế Lộc. Vừa thôi chứ. À, bố chấp củ này. Trông không ok lắm nhỉ. À, à, trông chả gác cái, trông chả gác cái gì cả. Mói. Trông kiểu Gigacha vậy nhỉ. Trông Gigacha vậy chứ. Đấy, Gigacha này, vừa nhắc xong. Trông chả gác cái gì cả. Trừ một chát các bạn nhá. Trừ một nam tính. Kìa. Đang từ Rolando tôi lại thấy hơi gay gay go quá nhá. Ôi ơi. Để xem tôi có bị Rickroll không nhá. Đô thế. Uầy đô bãi trưởng. Trông đẹp trai. Tin có chuẩn chưa? Tin chuẩn chưa? Tôi nghĩ là chuẩn rồi em nhé. Rồi ok, và chắc là video này tôi sẽ dừng ở đây. Hôm nay là anh em mình đã quẩy kha khá những cái thứ vui vẻ rồi. Và tôi hứa với các bạn, tuần sau giờ này thứ bảy 10 giờ sáng sẽ có một video TTCC dài 30 phút cho các bạn. Coi như đấy sẽ là hình phạt của tôi. Để xem ở trong thời gian tới tôi nghĩ xem cái gì để anh em mình thử thách với nhau nhá. Và nếu có thì tôi lại tiếp tục nhận hình phạt tiếp. Thế cho nó vui đúng không? Nhưng mà rồi, tôi vẫn rất mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ tôi trong thời gian tới nhá. Và nếu như thấy thích các video tôi làm thì hãy bỏ ra một chút thời gian để nhấn like cho video và đăng ký kênh Pop Bro nhá, để giúp tôi sớm đạt được 1,6 triệu người đăng ký trước Tết. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, chúng ta sắp đạt được cái thành tựu đó rồi.
thì rất mong là mọi người sẽ ủng hộ tôi. Tôi sẽ có nhiều năng lượng hơn để tiếp tục làm các video vui vẻ gửi tới cho tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã lựa chọn xem video này. Còn bây giờ thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.